không là hai là cảnh thiên thai tấu cô đối thượng ở đại tài ai qua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sư chiều chiếc đổ mẹ nằm chiều lưng lưng đèo y à. Hôm nay cô dám xuống người trần gian, ở đường nhất tiên ấm ấm no cho mọi nhà. Vang vang lưng tiếng ca, đón cô về địa vui. Đôi tay cô múa, múa đôi mùi hoa. Mùi hoa tỏa sáng như ánh một vì sao. Ai tâm thành cô sẽ trao, trao cho đường tâm thoai. Buồn mây ban đất khắp nơi trần gian, trần gian ai biết cô đôi ngàn tuổi linh. Trần gian ai biết cô ngàn tuổi linh. Lòng thầy đã lắm lắm về đây lại nhiều. Cô bán cho dài nhất sáng tiêu. Không được cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Họ lê con đang khói vùng thơ. 30 mùa 1 người thứ hôn rằm mà 30 mùa 1 hôn rằm rằm 14. Tôi xin là cô bố là về đây bố ta. Xin sư tư trang tối linh hai hoa rào chơi khắp nơi. Chỉ quanh lưu lô rột ràng cất cất tiếng gà bà. Gọi cô sơn xa chim men bay dập trời. Nhạc hòa cùng nơi nơi dốc cao dốc cao ngàn đồi. Nàng tiên tiên nữ hái hoa bên đồi. Hoa vàng tiên tươi nhạc rực trong nắng mai. Hát khúc ca mùa xuân. Rất đất trời mây trong khúc nhạc này chúng con thương nghe lời nghe. Xinh cô xinh như hoa, đẹp như hoa Giáng sinh yêu kiều. Giáng sinh như bí liều, làn môi bé thương.
rực rỡ, thương đồng rực rỡ sắc hoa muôn màu, hoa về hoa khúc vàng tươi đón cô về đây, đón cô về đây. Cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên gian đi yêu kiều, gian đi yêu kiều là môi hé cười đắm đắm mây chân chân ra. Cô diệp dáng quá này cô. Sửa sang hương được điểm trang kia bầy chim phụng chim loan ý. Sương mai còn đậu trên cành ý. Thì cô cho cả ba gian nhà tiền rừng của cô rừng thiêng núi thẳm riêng là rừng nhiều lắm cô biết không ý hà. Diệt lan rừng nhiều lắm lắm cô biết không hồ hoa đang đi hai mấy chủ bông tí. Nhà